Vâng, chẳng hạn là dân hai cái chỗ là lên gặp làm display lên phương thị chứ nó có đàn những display ta mà bao nhiêu chặt mà đồ bay trong đồng hành tan chết đây hay chẳng tan cái tình vì mình muốn cho tới ở về display ở bọt tan cái tình của mình chúng từ cái bệnh bọc front end Ồ, có phải mang tên tới dân tiên mà hay. Đã phát display với hình. Anh ấy dân tiên mà hay gạ trịch. Ồ, là chặt chặt mình luôn. Sốp mặt này. Thân thân bởi dân trên màu ta. Lệnh đọc buôn đọc hiểm. Lệnh dân order tam. Order cho mình order là bot được BSC mình áp trình content ID BSC những cái flash mob của tài sau này màu này màu màu tay thế nhé chân là đi dương ban in clip màu sạch còn đây ở đây màu tích màu được không ê chúng tôi bên gì anh đi đi ở ban nhưng ở ban in clip viên chân chân màu thầm là anh đi in clip viên chân màu chỉ thay cái màu chứ thị trấn cái áo chân nhật thay cái màu chứ vì lo chưa là sao ấy nay vừa ở vô ở phi đi làm bay từ thôi chỉ mua những layout bao nhiêu tiền tại một phần ở tế tại hiện là miền cho lắm điều cho lắm ấy nó là đi cứ thôi thẹn lấy áo cho nên dân hai mươi cái mối tiết cứ dân chỗ từ nè anh ấy dân hai mươi trên phở nè special char decode mình anh ấy cứ convert nó ở tay chia xong không phải liền nên cái này nâng đo cầm thân đi theo này đi cốt đi mình nó trên màu này anh ấy bàn tay anh ấy bị ai phụ thế bàn tay bọt đi cốt đọc đến cốt cứ error lên ai bỏ chứ là khăn kìa cho nên mình trả cá nhưng cứ ca phi ở thì chân và bây giờ bọn bốn trăm một kỳ máu thay thôi một kỳ ăn một kỳ hồi máu sang kỳ trong số này mình cho đọc hơi xoay à đã đụng môi tẹt máu nghe đúng chứ đã không chí ok đấy ẹt chỗ thấy biết mình phải không tôi đã nó tin rồi mình biết không thân màn thân nói to thưa không nhưng mà xe phải máu là sao tập bao nhiêu miền rồi nó tập bao nhiêu châu lên này trong rồi tập mũi ô ở đâu sẽ test ra mũi nhưng chỉ mới sẽ test ở đại đi qua là sẽ test những cái thân đi
and require មួយទៀត and then top job នេះមកនេះអញ្ចឹងមកគេមកគេមានចំណងជើងរបស់ដើមហ្នឹងមានចំណងជើងមានថ្ងៃខែហើយអត្ថបទប៉ុណ្ណឹងមកអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ចូល5ព្រោះខ្ញុំអត់ពិខលទេខ្ញុំបញ្ចូល5ហ្នឹងទៅនិយាយទៅអត្ថបទរបស់យើងមានហើយខ្វះ category មួយទៀតអត្ថបទរបស់យើងត្រូវមាន category ថាតើអត្ថបទនោះចូលក្នុង category មួយណាអញ្ចឹងខ្ញុំទៅធ្វើត category